Hello, chào tất cả anh em, chào mừng các bạn mình. Em đang cho nói chuyện một sản phẩm của nhà Gucci, nó có tên là Gucci Made to Measure. Cho đến qua này thì mình cũng đã từng một vài lần nói về nó và ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái video riêng về em nó. Ok, cũng giống như mọi lần mình sẽ nói những cái điểm mình và về chai nước hoa này. Ok, nếu như anh em lần đầu tiên theo dõi kênh của mình thì hãy like và subscribe kênh của mình để ủng hộ phát triển hơn. Ok, let's go. Điều đầu tiên mình thích về mùi hương chai nước hoa này đó là đối với cá nhân của mình cảm thấy nó là một trong những best choice dành cho anh em với một cái phong cách thư sinh nhẹ nhàng. Và nói một cách văn vẻ đó là người Hà Nội văn hiến đó. Bởi vì lần đầu tiên như mình vẫn chia sẻ lần đầu tiên khi mình được ngửi chai mùi hương chai nước hoa này đó là người em họ của mình. Cái cô em này thì nó đại khái là nó có một cái phong thái rất là thư sinh nhẹ nhàng và nó xịt mùi hương Gucci Made to Measure này và ngay lập tức mình đã phải đi lùng sục để mua bằng được chai nước hoa này. Với cái mũi của mình khi mình mới bắt đầu xịt thì nó là một dạng kiểu fresh spicy, cay nồng nhẹ. Và sau khoảng 20 đến 30 phút thì một cái mùi ngọt, nó chỉ hơi ngọt một chút xíu thôi, thoang thoảng bám lên da và tỏa ra rất là ok. Đối với mình nó rất là thu hút. Và như mình đã nói, nó cực kỳ thích hợp với các anh em nào có một cái phong cách gọi là trắng trẻo, nhẹ nhàng và thư sinh nhưng cũng vẫn không hề kém phần nam tính thì Gucci Made to Measure là một trong những chai nước hoa mình gợi ý cho anh em nên thử đó. Đây là điều đầu tiên mình thích về mùi hương chai nước hoa này. Điều thứ hai mình thích về mùi hương chai nước hoa này đó là nó là một trong những sự lựa chọn khá là tốt khi sử dụng nước hoa trong môi trường không gian hẹp hay còn gọi trong tiếng Anh đó là indoor, mà ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta sử dụng trong đi làm, đi ngồi trong quán cà phê hoặc đi những cuộc gặp gỡ đó trong những phạm vi hẹp. Và đâu là mùi hương mà chúng ta cảm thấy khi chúng ta xịt, cái nhất chúng ta đảm bảo cái sự an toàn, chúng ta có cái sự thu hút, chúng ta vẫn có sự an toàn, không gây khó chịu cho mọi người và vẫn gây được một cái ấn tượng khá là tốt khi chúng ta xịt, thì Gucci Made to Measure này chính xác là một trong những mùi hương như thế. Thực tế mà nói, việc tìm được một cái mùi hương sử dụng trong indoor, trong môi trường không gian đẹp không phải là dễ dàng, bởi vì nó khác với những cái chai nước hoa sử dụng trong điều kiện ở ngoài trời, ví dụ như đi dã ngoại, đi party, đi biển. Chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn rất nhiều mùi hương, kể cả những mùi hương có mùi hương mạnh, bởi vì khi chúng ta ra ngoài thì có nghĩa là chúng ta đã có cả thế giới, chúng ta có cả một cái bầu không khí trong lành thoáng mát và chúng ta xịt thì sẽ không gây ảnh hưởng đến mọi người quá nhiều. Thế nhưng trong môi trường indoor thì nó là một cái vấn đề hoàn toàn khác. Việc bạn sử dụng nước hoa đôi khi nó sẽ trở thành một con dao hai lưỡi và chúng ta cần phải tìm và chọn một cái mùi hương làm sao mà cái thứ nhất chúng ta vẫn ghi điểm được trong ánh mắt mọi người và cái thứ hai chúng ta không gây những cái phản cảm cho mọi người, thì đấy là một cái điều không dễ dàng và Gucci Made to Measure này đã làm được một cái việc rất là tốt đó. Bởi vì như mình đã nói là cái điều đầu tiên mình thích về chai nước hoa này, mùi hương của nó rất là nhẹ nhàng, thoang thoảng, và nếu như các anh em nào mà làm trong một cái điều kiện văn phòng lịch sự đó mà hay phải tiếp khách chẳng hạn, ví dụ như hay phải đến làm trong kiểu phòng giao dịch ấy và chúng ta xịt mùi hương này thì sẽ rất là ok đó. Điều thứ hai mình thích mùi hương chai nước hoa này đó là nó là một trong những sự lựa chọn khá là tốt nếu như sử dụng trong phạm vi hẹp. Điều thứ ba mình thích mùi hương này đó là nó rất thích hợp cho các anh em newbie, cho các anh em mới bắt đầu sử dụng nước hoa, bởi vì cái tâm lý khi mà chúng ta mới bắt đầu dùng nước hoa thì trước hàng trăm hàng nghìn chai nước hoa chúng ta sẽ bị rối loạn, chúng ta sẽ bị lạc lối và không biết nên chọn chai nước hoa nào, thì Gucci Made to Measure này là những cái người bạn đồng hành mình nghĩ là các anh em có thể tin tưởng được khi mới bắt đầu sử dụng nước hoa. Bởi vì như mình đã nói, hiệu suất của nó, xác suất an toàn của nó rất là cao, có cái sự thu hút, có cái sự hấp dẫn đó đối với người ngửi và kể cả chúng ta xịt chúng ta cũng cảm thấy rất là an toàn. Do đó thích mùi hương này bởi vì nó sẽ là một người bạn đồng hành rất là tốt cho các anh em newbie khi mới bắt đầu sử dụng nước hoa. Tổng quan lại ba điểm mình thích về mùi hương chai nước hoa này đó, điều đầu tiên là nó rất thích hợp, nó giống như kiểu là một người đôi bạn cùng tiến với các anh em nào có một cái phong cách thư sinh nhẹ nhàng và cũng không kém phần nam tính. Cái thứ hai, nó là một trong những best choice sử dụng trong môi trường không gian hẹp. Và cái thứ ba, nó sẽ là một người bạn đồng hành rất là tốt cho các anh em newbie, cho các anh em mới bắt đầu sử dụng nước hoa. Đó, đấy là ba điểm mình thích về chai nước hoa này. Vậy điểm mình cũng thích về mùi hương chai nước hoa này là gì? Điều đầu tiên đó là mặc dù mùi hương của nó có cái hiệu suất an toàn rất là cao, thế nhưng mà khá là đáng tiếc nó thiếu một cái sự thể hiện tính cách rõ rệt đó. Có nghĩa là nếu như các anh em là một người yêu thích cái sự phong cách classic cổ điển và
điềm đạm, chứ chúng ta hoàn toàn có thể dùng Bentley Intense để rõ ràng, để nhấn mạnh với những ai ngửi mùi hương này mình là người như thế nào. Hoặc nếu chúng ta cần một cái mùi hương để đi buổi tối, đi chơi buổi tối, và chúng ta cần một cái mùi hương gì đó nó hơi có bí ẩn, nam tính, bí ẩn, thì Polo Double Black là một trong những mùi hương như thế. Có nghĩa là nó rất là rõ ràng thể hiện chúng ta là ai khi xịt mùi hương nước hoa. Còn ở Gucci Made to Measure này thì mặc dù mùi hương của nó rất là hay, rất rất là an toàn, thế nhưng có một điều khá đáng tiếc là nó hơi thiếu sự cá tính khi mà muốn thể hiện chúng ta là ai. Nó giống như kiểu là khi chúng ta vào Instagram hoặc là Facebook, chúng ta sẽ nhìn hàng trăm nghìn những hot girl rất là xinh đẹp, thế nhưng điểm đọc lại cho chúng ta đó là họ có một cái nét gì nó na ná giống như nhau. Có nghĩa là cô này giống cô này, cô này giống cô này, và tất cả ở họ đều không, mặc dù rất là xinh đẹp, rất là quyến rũ, thế nhưng họ thiếu một cái cá tính rõ ràng để chúng ta đọc lại trong trí nhớ của chúng ta. Thì Gucci Made to Measure này cũng là như thế. Mặc dù mùi hương của nó rất rất là ok, rất rất là an toàn, rất là thu hút, thế nhưng ở một khía cạnh nào đó thì nó hơi thiếu cái sự thể hiện cá tính rõ rệt khi mà chúng ta xịt nước hoa. Và đấy là cái điểm mình không thích về mùi hương chai nước hoa này. Điểm mình thích không thích thứ hai đó là hiệu năng của nó. Mặc dù chai nước hoa này trên da của mình bám khá là tốt, 8 tiếng và tỏa ra thì không phải là quá xa, chỉ hơi hơi thoang thoảng thôi. Thế nhưng mình nghĩ là sẽ có một số bộ phận các anh em đánh giá mùi hương này bám tỏa khá là tệ, bởi vì như mình vừa nói vừa xong, nó chỉ hơi hơi thoang thoảng tỏa mùi ra. Và đối với các anh em nào luôn luôn yêu thích một cái mùi hương có mỗi hiệu năng tốt, tỏa mùi tốt, bám mùi tốt, thì chúng ta sẽ không quá thích về hiệu năng chai nước hoa này. Do đó đấy là một điểm mình không thích về mùi hương chai nước hoa này. Tổng quát lại, có nên mua chai nước hoa này hay không? Đối với cái đánh giá của mình, với các anh em nào đã có một cái thời gian sử dụng nước hoa, thì đôi khi chai nước hoa này không phải là một cái sự lựa chọn quá là tốt, quá là ưu tiên. Bởi vì mùi hương của nó có thể rất là đẹp, có thể rất là hay, thế nhưng nó thiếu một cái gì đó nhấn mạnh cái cá tính của chúng ta khi mà xịt nước hoa. Và với những anh em nào đã có một khoảng thời gian dùng nước hoa thì chúng ta có lẽ là mình nghĩ là không quá thích những cái mùi hương kiểu như thế này. Còn lại với các bạn newbie, các anh em là mới sử dụng nước hoa, thì đây là một trong những sự lựa chọn rất là tốt, rất là an toàn. Nếu như chúng ta không muốn bị phí tiền mua một cái chai nước hoa mà không hợp với phong cách của mình. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến anh em những cảm nhận cá nhân của mình về chai nước hoa Gucci Made to Measure. Mình rất hy vọng các anh em thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.